Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2022, tỉnh ghi nhận thêm 51 ca dương tính mới, đều là ca cộng đồng, trong đó có 15 ca liên quan đến các cơ sở giáo dục. 4/9 huyện thành phố trong tỉnh có ghi nhận ca mắc mới, cụ thể thành phố Bến Tre 34 ca, huyện Bình Đại 14 ca, huyện Mỏ Cày Bắc 2 ca, huyện thành Phú 1 ca tổng số ca dương tính cộng dồn 42.981 ca, cộng dồn số F0 kết thúc điều trị 41.807 ca. Ngày 22 tháng 2, Bến Tre ghi nhận thêm một ca tử vong do mắc Covid-19, cộng dồn số ca tử vong 401 ca. Toàn tỉnh có 1.643 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà nơi cư trú.